Em Thanh Hà xin được chào các bác đam mê và yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác yêu nhạc vàng, nhạc Bolero, một cái cặp loa Buxell nhà Tannoy. Có tên mã sản phẩm là Tannoy D20 ạ. Tannoy thì đã quá là thành công ở trên toàn thế giới và được đánh giá rất là cao nhờ chất âm cũng như là cái ngoại hình đẹp vượt thời gian. Giá của Tannoy thì so với lại cái thu nhập bình quân của người Việt Nam thì nó quá cao, nó rất là cao ạ. Tannoy thì hợp với rất là nhiều các cái thể loại nhạc của người Việt mình như là nhạc vàng, nhạc bolero hay là nhạc trữ tình, hòa tấu. Và cái cặp loa em giới thiệu đến các bác ngày hôm nay thì là một cái cặp loa Buxell 2 đường tiếng, sở hữu một bát là đường kính 16,5 và một tép đôm đường kính là 2,5 cm, và cặp loa thì có trở kháng là 8 ohm, đáp ứng cho các bác từ tần số từ 55Hz cho đến 30kHz. Và công suất của em này thì là 55W và cho max công suất thì là 150W. Mặc dù là có cái công suất rất là lớn như thế nhưng mà các bác em nghĩ cũng chả có ai mà vặn max đến 150W đúng không ạ? Thường thì các bác rất là các bác Việt Nam chơi cặp loa thì đều rất là giữ gìn. Và loa thì được thiết kế theo cái hình nón, có nghĩa là nó sẽ hẹp ở phía sau và sẽ noe dần to ra ở phía trước. Cặp loa ngày hôm nay thì em về hàng trực tiếp từ thị trường ở bên Nhật, hình thức thì còn rất là đẹp, không dám nói là hoàn hảo nhưng mà còn rất là đẹp luôn ạ. Tem sáng bóng luôn của tép. Các bác cũng có thể chơi hai cầu ạ. Cặp bên kia thì cũng giống như vậy, cả hai bên thì đều còn rất là đẹp. Và cặp loa này thì có chiều cao là 23,7 và chiều cao thì là 40,9, chiều ngang thì là 23,7 và chiều sâu thì là 21,9 cm, và trọng lượng thì là 7 cân cho một chiếc các bác nhé. Và các bác yêu cái chất âm của Tannoy và chơi ở trong cái không gian không quá rộng tầm 25m quay đầu mà chưa có đủ điều kiện để sắm lấy một cái cặp Tannoy nó đắt tiền thì các bác sẽ nên nghiên cứu một cái cặp loa này, vẫn đầy đủ các tiêu chí cho các bác. Hình thức thì còn rất là đẹp, gần như là hoàn hảo. Và giá của em này thì rất là yêu thương, chỉ có 7 triệu. Và các bác quan tâm về sản phẩm cũng như là order hàng Nhật thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là fanpage em có để phần mô tả nhé. Và em xin được dừng cái clip này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Từ mùa
bước dẫn xa xôi. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ tình duyên cũng mất rồi. Nếu biết rằng tôi đang lấy chiều, trời ơi người ơi, trời ơi người ơi có buồn không?